Xin chào tất cả mọi người đang xem video và rất vui được gặp lại tất cả mọi người trên video này của kênh Hoa Lan Nông Nghiệp. Và đến với nội dung của ngày hôm nay thì kênh của mình cũng xin được chia sẻ một số phương pháp để chăm sóc những cái lan hồ điệp để có được những nhành hoa tươi thắm. Và để cho những cánh hoa hồ điệp này luôn tươi lâu và sặc sỡ sắc màu như thế này thì trong quá trình sinh trưởng và phát triển của cái hồ điệp còn phải bổ sung rất là nhiều các chất dinh dưỡng trước khi giai đoạn ra hoa. Ngoài ra thì liều lượng ánh sáng và độ ẩm không khí nó cũng góp phần rất là nhiều để được những cánh hoa tươi thắm. Và nơi mình đang sinh sống là vùng đất Phú Yên đầy nắng và gió. Mấy hôm trước còn ảnh hưởng của khí hậu lạnh thì không sao, chứ ngay hiện tại thì thời tiết rất là nóng và nó làm cho cây hồ điệp khô rất là nhanh, cho nên mình phải bổ sung lượng nước tưới hoặc là làm mát cây rất là nhiều. Và nội dung video này thì mình cũng chia sẻ một cách mà mình đã sử dụng rất là nhiều năm. Đây là mình dùng từ chính cái dưa hấu này. Và đến với nội dung chính của video này, đó là mình sẽ dùng miếng dưa hấu này để chăm sóc cho những cây lan hồ điệp của mình vào mùa nắng nóng. Và mình đã sử dụng dưa hấu rất là nhiều lần để chăm sóc những cây lan hồ điệp của mình, cho nên không phải là mình câu view hoặc là câu like ở trên video này, mà mình muốn chia sẻ những cái điều mà mình đang làm đến tất cả mọi người để có thể được biết, hoặc là có thể áp dụng hoặc làm theo, hoặc là có thể xem cho vui vẫn được. Với lại mình cũng muốn hỗ trợ một phần nào đó đến những nông dân trồng dưa ở tại Phú Yên và Bình Định không thể xuất khẩu hoặc bán được dưa hấu cho mọi người, thì một phần mình cũng mua về ăn và dành dùm lại một miếng để chăm cho những cái hồ điệp của mình và giúp cho cây làm mát rất là tốt, và những chất dinh dưỡng trong đó sẽ giúp cho hồ điệp nó phát triển rất là tốt. Và mình sẽ sử dụng phần vỏ dưa dùng để bẫy các loài ốc sên trú ngụ ở trong các chậu lan hồ điệp hoặc là các chậu lan khác của mình. Và giá dưa hiện tại ở tại địa phương mình rất là rẻ, chỉ 2.000 một ký, cho nên không phải là mình giàu có để mua dưa hấu về để tưới cây đâu, tại vì nó rẻ lắm lắm. Và mình đã chuẩn bị sẵn một trái dưa để làm video này. Và thông tin đến mọi người là hầu hết tất cả các loại trái cây đều rất là tốt cho những cây lan hồ điệp khi sử dụng đúng cách nha. Nó bổ sung rất là nhiều các chất dinh dưỡng cho cây, như là trong dưa thì nó gồm các loại vitamin rất là nhiều, vitamin A, vitamin B5 và một số khoáng chất khác. Ngoài ra nó bổ sung cái lượng đường để giúp cho cây lúc nào cũng tươi, và nó làm cho hoa khi mà mình tưới để hỗ trợ nó sẽ tươi lâu, tại vì hàm lượng đường ở trong dưa rất là nhiều. Và cái chất ở trong dưa hấu không chỉ tốt đối với sức khỏe con người mà nó còn tốt đối với những cái phong lan hồ điệp của mọi người nữa. Và lượng nước trong dưa hấu này nó sẽ giúp cho những cái hồ điệp lúc nào cũng tươi, nó giúp cho rễ phát triển và lá lúc nào cũng xanh tốt nhờ hàm lượng dinh dưỡng ở trong dưa hấu. Và mọi người chỉ sử dụng phần màu đỏ này, nó đã chín cho nên chất dinh dưỡng ở trong những phần này rất là nhiều. Và mọi người sẽ loại bỏ hạt đi nha, tại vì để xay nhuyễn để lấy các chất ở trong dưa hấu thì phải bỏ những cái hạt này, nó rất là khó chịu. Và để chuẩn bị cho lượng nước tưới là 2 lít của mình, cho nên mình chỉ sử dụng 200g dưa hấu thôi. Đối với các chất hữu cơ mình hay sử dụng cho cây lan hồ điệp thì mình sẽ sử dụng 10%. Ví dụ như 1 lít nước thì mình sẽ dùng 100g một chất hữu cơ nào đó. Và dưa hấu cũng không ngoại lệ, mình dùng 2 lít nước thì mình dùng 200g. Tại vì đối với suy nghĩ của mình thì cái gì nhiều quá nó cũng không tốt, và mình cũng không có lạm dụng những chất để bổ sung lên trên những cây. Mình cho nó hấp thu từ từ. Sau khi xay nhuyễn thì mọi người sẽ lọc để lấy phần nước tinh khiết ở dưới nha, và phần cặn bã mọi người có thể bỏ đi, tại vì dùng nước tinh khiết mình sẽ pha thêm với 2 lít nước nữa để làm loãng cái dung dịch từ dưa hấu này, khi tưới lên trên cây nó sẽ không bị tồn dư dẫn đến hiện tượng bị lên men hoặc là các côn trùng tấn công.
Và đây là lượng nước từ dưa hấu mình đã chiết ra được. Và mình sẽ pha với 2 lít nước. Sau khi lấy được phần nước từ dưa hấu thì mọi người sẽ sử dụng ngay nha. Đem tưới ngay chứ không được để quá lâu. Tại vì để quá lâu nó sẽ bị hiện tượng oxy hóa, hoặc là nó sẽ bị lên men. Có thể lên men có những vi sinh vật hoặc là vi khuẩn, nó sẽ gây bệnh cho cây lan hồ điệp. Và khi tưới thì mọi người sẽ tưới vào buổi sáng có nắng nha. Tại vì khi có nắng, mọi người phun qua bên lá, lá nó sẽ thực hiện quá trình quang hợp để hấp thu các dưỡng chất. Và tưới lên trên rễ cũng được, rễ nó cũng sẽ hấp thu các chất này từ trong dưa hấu. Tại vì đối với việc hấp thu các chất dinh dưỡng thì cây hồ điệp nó sẽ hấp thu qua dạng ion chứ không phải là hấp thu trực tiếp giống như con người. Và cái chất này là rất là an toàn, mọi người có thể sử dụng thoải mái trong gia đình. Nó không gây ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Và đặc biệt là nó không có dẫn dụ côn trùng đến đâu, tại vì mình đã pha rất là loãng rồi. Mình pha 10% cho nên loãng lắm. Mọi người sử dụng phương pháp này một tuần một lần và sau một tháng thì mọi người sẽ thấy được điều bất ngờ từ chính trên những cây hồ điệp của mọi người trồng. Và đặc biệt cây nó sẽ không có bị mất nước đâu nha. Các chất dinh dưỡng này nó sẽ bổ sung lượng nước vào trong tế bào lá rất là tốt. Và trong những ngày nắng nóng như thế này thì sử dụng nước dưa hấu để tưới lên những cây hồ điệp. Nó giúp cho cây có sức chịu đựng với hạn hán rất là tốt. Nó làm mát cây và bổ sung nhiều nước làm cho cây lúc nào cũng căng bóng, không bị mất nước. Và nó tăng sức chống chịu. Khi mà ánh nắng quá cao thì nó sẽ làm cho cái lá rất là mát, cho nên mọi người không phải lo về vấn đề heo lá. Và mọi người chỉ tưới lên rễ, thân lá hoặc là lên toàn bộ cây, đặc biệt không tưới lên trên hoa nha. Tại vì một phần nào đó những mùi thơm của dưa hấu nó sẽ dẫn dụ côn trùng đến hoặc là ruồi vàng đến hút làm hư những cánh hoa của mọi người đó. Và video của mình đến đây cũng kết thúc. Xin cảm ơn tất cả mọi người nãy giờ đã đón xem. Nếu thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ hoặc là có thể áp dụng. Và xin chào và tạm biệt tất cả mọi người.